mai tàu rời bến, ta lại về phố thị thân thương. Vòng tay ôm bao chuyện buồn vui, biển dạo yên lòng ta lay động. Rời xa nhau đêm về thành phố, mong tin xa qua sông hoàng hôn. Tuổi 20 chưa từng hò hẹn, trong đêm mơ vẫn gọi mẹ ơi. Bài san hô vang vọng về con sóng bạch đang giăng, một màu xanh xin con sóng từ đẹp dịu dàng tìm nữ an bang. Bao xương máu đắp lên hai tổ quốc, vang vọng về dòng máu lạc hồng xưa. Giữa đảo xa lá cờ bạc đàn gió, bóng trong tôi mắt lệ dâng trào. Tàu rời bên, ta lại về phố thị thân thương. Vòng tay ấm bao chuyện buồn vui, biển vẫn yên lòng ta lay động. Rời xa nhau đêm về thành đô, ngóng tin xa con sóng hoàng hôn. Tuổi 20 chưa từng hò hẹn, trong đêm mơ vẫn gọi mẹ ơi. Bài san hô vang vọng về con sóng bạch đằng xa, một màu xanh sinh tồn sóng từ đẹp dịu dàng tìm nữ an bang. Bao sương máu đắp hình hai tổ quốc, vang vọng về dòng máu lạc hồng xưa. Giữa đảo xa lá cờ bằng nắng gió, bỗng trong tôi mắt lệ dâng trào. Cùng trong sáng nay, nhà máy Z189 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức lễ đặt ki tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng MSA-9316. Đây là dự án quan trọng góp phần đảm bảo sức mạnh chiến đấu của lực lượng tàu ngầm trong quân chủng hải quân. Tàu tìm kiếm cứu nạn đa năng MSA-9316 ngoài chức năng cơ bản là sẵn sàng cứu nạn cho thủy thủ đoàn khi tàu ngầm bị nạn, còn có thể được sử dụng để dẫn dắt tàu ngầm ra vào cảng, làm sạch mặt biển trong vùng tàu ngầm huấn luyện, thực hiện chức năng đo đạc biển và nhiều nhiệm vụ đặc biệt khác khi được biên chế về quân chủng hải quân. Việc đóng mới tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng sẽ đảm bảo cho các kíp tàu ngầm tự tin hơn trong thực hiện các nhiệm vụ trên biển, là dự án được tiến hành kịp thời và rất cần thiết sau khi Hải quân Việt Nam được biên chế lực lượng tàu ngầm. Cũng trong sáng nay, nhà máy Z189 và tập đoàn Damen của Hà Lan đã ký hợp đồng đóng mới các tàu cao tốc hai thân bằng vỏ hợp kim nhôm. Với đặc thù quân số đông, phương tiện trang bị kỹ thuật nhiều, quản lý công trường khai thác rộng và phức tạp. Do vậy, việc nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ công ty, bảo vệ địa bàn của các công ty than có vai trò rất quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh